Ngày 20 tháng 12, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương trích ngân sách gần 5 tỷ đồng để Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch mua sắm, lắp đặt bổ sung gần 11.000 ghế ngồi tại khán đài sân vận động tỉnh này. Được biết, sân vận động Hà Tĩnh chỉ có ghế ngồi ở khu vực trung tâm của khán đài A và B. Còn lại khán giả phải ngồi ở các bậc tam cấp bằng bê tông để theo dõi các trận bóng đá. Sau khi được Sở Tài chính tham mưu và trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất với đề xuất của các sở, ngành về việc mua sắm, lắp đặt bổ sung 10.814 ghế ngồi cho khán giả trên khán đài. Sân vận động Hà Tĩnh được xây dựng và hoàn thành vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Năm 2019, sân được cải tạo, nâng cấp với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Từ năm 2020, sân vận động Hà Tĩnh được chọn làm sân nhà của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tham dự V-League. Mặt sân cỏ nhập ngoại được trang bị đầy đủ các trang thiết bị kỹ thuật phụ trợ, dàn đèn điện tử màn hình LED và ghế ngồi theo đúng tiêu chuẩn của VFF.